của con là sao con? Bây giờ mình kiểm tra nè. Kiểm tra đi, kiểm tra cho bé trước đi ha. Rồi tính gì tính. Nó ngang nhiên lắm chị, nó dựng dương lắm. Kiểm tra cho nó đi. 42 có 1, 32 có. Không, bây giờ nó không có viết thư, nó không có phải đọc giải đâu, mà cố tình nó ghi dài dòng chữ đây này, chị thấy nè. Trời đây, con qua đây nè, cô đọc giùm cho con nha. Cô Phi Thanh Dân thân mến, khi mà áp dụng những vòng quay may mắn, cô con đề nghị cô là phải nên khử trùng nắp. Bây giờ để chị đọc hết. Con đề nghị cô nên khử trùng nắp để cho nó có một mùi hương thật là quyến rũ, để khi mà khán giả hôn cô sẽ nhớ mãi về cô. Wow, wow, ý nghĩa quá. Nhưng mà thiệt sự là nó có ghi không? Dạ có ghi nè quý vị, có ghi đàng hoàng. Đây có ghi đàng hoàng đúng không? Trời đúng không? Ơi, không có quý vị. Có. Không có ghi. Rồi cảm ơn con nha, con có may mắn nha con nha. Trời, cảm ơn con rất là xạo nhiều. Nè. Đây quý vị ơi, ủng hộ xạo nè. Ủng hộ bé phòng này chúng ta dò số quý vị nha. Dễ đây luôn nè, luôn nè. Thảo ơi, bên đây là Thảo ơi. Tập Thư thằng nhỏ. Thế quá trời. Bộ chị bác lăn nắp hay gì, chị quảng cáo dữ vậy. Ý chị ra mấy gì đây chơi sao đưa dâu cho thuyền. Có mấy đứa đó cũng lạnh lùng. Có mặt dòng sông đừng không có kiếm nào quảng buồn. Mấy chị ra mấy chị ra có ai mua vé được cho ta chủ quyền quý vị. Các nhà ơi trước mặt em kìa. Chưa hàng này. Chưa hàng khác. Mấy chị đây. Mấy chị đây. Mấy chị đi. Mấy chị đi. Mấy chị đi. Mấy chị đi. Mấy chị đây. Chúng bắt em là chung giết em rồi. Nắng như buồn, giọt nước cũng buồn thôi. Thấy hôm năm tháng, tình tôi đã trôi qua rồi. 21 ơi, 21 là chiếc nắng cờ hơn. Bảo mẹ ngay xuống 21 nè. Rồi, dạ, lại một lần nữa. Xin chúc mừng chị. Mà chị tiến tới sân khấu đi chúng em kịp chị nha. Hãy cùng ủng hộ vé để chúng ta có những phần quà tập trên tay. Rồi bây giờ là 10.000. Rồi khán giả nào vui lòng đoạt giải mình nhận khỏi chương bước lên sân khấu. Và tiếp xíu nữa đây chúng ta sẽ được bắt đầu lên bước lên sân khấu. Dạ mời chị bước lên sân khấu. Do đi chị, do đi chờ, do cho chị đi. Rồi em cầm mic em kiểm.
quỷ ta, con 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 số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì ra, con số gì ra, số gì này, số gì ra, con số gì ra. Trong ngôi nhà hoang dường như có ma, nó lú đầu ra làm em hốt hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh, nó lú đầu ra làm em cái giật ăn. Lần đầu em gặp đầu, đầu đinh núi, lần đầu đinh hồn. Ngày lại ngày vừa qua, đầu đinh nói với em. Một nụ hôn em mới kế bên anh dò số đi em còn gỡ gạt được cái phần này nha chị em đó. Mà em kể quý vị khán giả nghe, hôm nay bị tắt tiếng mà chương trình song ca với khán giả hôm nay chắc song ca nam nam quá. Ủa chưa nói gì đâu, hát nam nữ được đâu, điên khùng em gái. Rồi bây giờ dò số nha, đầy cái lồng cầu lại và bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra là 121 là con số ký hiệu trên tảng lá bé, con số vừa điểm ra là con số 42 có 1, 58 có 2, 29 có 3, 16 và dòng loại này được hợp lệ ngang 4 số nha. Khán giả nào không tin tưởng đại diện một người ở gần, đại diện cho người ở xa, cùng nhau kiểm tra lại bé. Rồi bây giờ anh trai ơi, anh sẽ được bắt đầu đến với một chiếc một bàn quay kỳ diệu nha. Mình chọn lựa một phần quà sẽ được dành tặng một nụ hôn là người đẹp phi thanh danh sẽ được tặng. Wow, đó. Anh có tattoo nè chị, yêu là phải tattoo. Ủa cái này là gì quý vị? Hình như là trứng giữa phải không quý vị? Hay là hai dấu nhỏ? Hai con trứng giữa. Trứng giữa rồi đúng không quý vị?